Các bạn thân mến, có thể nói con phố Lê Thánh Tôn thuộc thành phố Tuy Hòa là một con phố dài chưa đầy một cây số. Thế nhưng là ở nơi đây có rất nhiều quán bánh xèo mọi người ạ. Nếu như Thái không lầm thì ở con đường này có tổng cộng là 4 đến 5 quán bánh xèo nhé mọi người. Nếu mà cho Thái được tên thì Thái sẽ đặt là con phố bánh xèo ở Tuy Hòa nhé mọi người. Rồi thì tiếp tục chuỗi series khám phá ẩm thực của thành phố Tuy Hòa hôm nay. Thái xin mời tất cả cô chú quý anh chị đến với một quán bánh xèo có cái tên rất là nghe thân thương mọi người ạ, nghe rất là gần gũi và rất là Tuy Hòa luôn. Đó là quán bánh xèo nẩu không, hay còn gọi là quán bánh xèo xứ nẩu. Rồi thì bây giờ Thái xin mời tất cả mọi người hãy cùng với Thái đi vô quán để khám phá và thưởng thức một trong những chiếc bánh xèo ở nơi này nhé. Rồi, let's go. Đây các bạn mọi người, đây là chính là quán bánh xèo quê nẩu không? Quê nẩu, mà cái từ quê nẩu ở đây là rất là Phú Yên luôn này mọi người, với địa chỉ là 52 Lê Thánh Tôn không? Đấy, đấy, như mọi người thấy quán bánh xèo có hai gian luôn, ở bên kia nữa kia. Thì ngay lúc này thì Thái sẽ cùng với mọi người đi qua để tìm hiểu thưởng thức nha. Wow, nhìn hấp dẫn chưa mọi người ơi. Chị đang đút những cái chiếc bánh xèo nè, rất là ngon luôn. Wow, chúng ta sẽ đi qua bên đây xem chị làm không. Wow, nhìn còn những con mực và con tôm nó tươi óng ánh luôn mọi người ạ. Chào chị nhé. Chị ơi, cho em hỏi là quán mình bán bao nhiêu lâu rồi chị? Đây 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ vâng. Chị có thể cho mọi người biết là quán mình bán cái khung giờ từ mấy giờ không chị? Từ 3 giờ tới 10 giờ. Tức là từ 15 giờ đến 20 giờ tối ấy. Dạ vâng. Cái thời gian nào là đông khách nhất chị? Thời gian là từ 5 giờ. 5 giờ Năm tới 8 17 giờ. giờ, 17 giờ đến 8 20 giờ là đông khách nhất. Đông khách. Dạ vâng. Wow, nhìn hấp dẫn cho mọi người. Chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là trong một chiếc bánh xèo này là có cái nhân gì không chị? Không, đâu có thì vậy. Mực nè, tôm nè. Mực, tôm, Trứng, trứng, thịt. Thịt. Thịt là thịt bò á. Thịt bò hả chị? Có thịt heo không? Không, không có thịt heo. Không, thịt bò đâu chị? Cho em xem với. Đây. Ồ. Bà đây. Thịt bò đây hả chị? Đấy. Đây các bạn người, đây chính Đây là là tôm, đây bò thịt tôm. mực. Wow, nhìn hấp dẫn ghê mọi người ạ. Thái đã cùng với mọi người đi rất là nhiều quán bánh xèo ở Phú Yên. Hôm nay là mình nhớ không lầm, quán này là quán thứ tư, thứ năm gì ạ mọi người ạ. Ở Phú Yên là bánh xèo là nó nói thật là rất là nhiều luôn. Nó là món rất là bình dân. Chị có thể cho mọi người biết là bao nhiêu một chiếc bánh xèo không chị? Đây 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 là 14. Đây là 14.000, có một con tôm và một một con mực không? Là 14. Còn lại Vâng. đây là 7.000. Đây là 7.000, có một con tôm Một và con đồ tôm dễ không? 7.000. Còn là bánh bò là 10.000. Bánh bò là 10.000. Còn cơm bò chị? Cơm bò tất tần tật hết trong một chiếc bánh. Là 18.000. 18.000 một chiếc bánh. Đây đây chị giới thiệu với mình là ở đây có cái menu mọi người. Bánh xèo quơ nẩu. Cái tên nẩu, tên rất là nghe tôm thân một thương luôn. Hai cái tôm Bánh một xèo trứng 6k. Bánh xèo tôm 7k. Hai tôm một Bánh em xèo tôm trứng hai 10k. được. Bánh xèo bò là 10k. Đặc biệt là tôm mực trứng, nói chung là combo là 18k không, cũng khá là rẻ, rất là bình dân luôn. Đây, địa chỉ đây luôn này mọi người, 52 Lê Thánh Tôn. Wow. Ví dụ cái đây là Nakabe loại là 58, là nếu mà ăn thịt, ăn trứng thêm vô nữa là thành 25 nha. 25.000 một chiếc. Này nó đủ 4 loại luôn. Đủ 4 loại. Trong luôn. Này nó mắc là ba. Dạ. Nếu kia nữa là ở 4 loại, bốn thêm loại. thịt nữa. Dạ vâng. Thơm thì đủ chưa, đếm thử, mà dớt mấy mấy cái tôm mực đầu.
Rất mà hai chị... tôm một còn không? Chị ơi, cho em hỏi chị tên gì ạ? Tên Thỏ. Thỏ hả? À, chị Thỏ, tại sao mà chị có thể cho mọi người biết là tại sao quán mình lấy cái tên là bánh xèo vớ nấu không chị? Cái đó là cái từ vớ là từ kêu, từ nấu là từ gọi. Cũng vớ, như là vớ, kêu gọi vô em bánh xèo hả? À, chị vừa nói vậy á. Có thể nói là nó giống như là một cái từ, từ địa phương. Rất là nghe thân thương ở tỉnh Phú Yên mình ha. Wow, hai con mực. Hai con mực như vậy là bao nhiêu chị? Thì đây nè, đây là bánh mực là 12 ngàn đó. 12 ngàn hai con như thế này cá hả? Cái thì hai, cá cái thì một. Dạ vâng. Cái không thôi, cái này cũng hai. Ở đây mình đúc bên bột gạo phải không chị? Bột gạo không à, cái không có gì hết đó. Dạ vâng. Ở đây là dầu ăn ha. Dầu. Đó, wow, cái hai, dầu cái nó sôi khi mình chế bột lên là nó sẽ xèo xèo nghe xèo xèo không? Xèo xèo. Rất là hấp dẫn luôn ha. Ăn xèo nó xèo xèo. Ở đây là có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khuôn hả chị Thảo? 10 khuôn. 10 khuôn. Dạ vâng. 10 khuôn các bạn ạ. À thế nãy giờ ông vô bật điện lên trên sáng cho anh quay. Cho đâu. Ở bên đây thì đi ăn với cùng với nước mắm gì đây chị ơi? Ở đây là Thái có thấy là mắm ớt. Mắm điện qua đi nè. Và mắm đây mắm nêm. Ông biểu bật ra này, ông biểu bật ra này. Rất là ngon luôn, thơm lắm mọi người. Đây có một rổ rau rất là tươi xanh luôn. Cực kỳ hấp dẫn ha. Đấy, đây là cái công viên của quán. Đấy mọi người, lát nữa đây là tầm khoảng 17 giờ đến 20 giờ thì nơi này rất là đông khách. Và lúc này thì Thái đang ở có mặt ở quán đây là tầm khoảng 17 giờ thôi mọi người ạ. À. Nên là chưa thật sự đông khách lắm. Chúng ta sẽ xem cách mà chị làm một chiếc bánh xèo có trứng không, rất là ngon luôn mọi người ạ. Cà phê khoai đây. Giận chưa? Con mực tươi. À, phía dưới kia mọi người thấy là có hai khay mực kìa. Và đó là mọi người cũng hiểu được là quán này đông khách như thế nào. Đấy, ở dưới kia là mọi người thấy không? Hai khay mực luôn. Rồi, các bạn mọi người thân mến, ngay lúc này thì Thái sẽ cùng với tất cả mọi người thưởng thức một trong những chiếc bánh xèo rất là ngon tại quán Quế Nẩu này nhé. Quế Nẩu nha mọi người, quế là ở Phú Yên gọi là gọi tới ấy. Còn nẩu là tức là tên của một người, tên gọi bình thường. Đi đâu vậy, mới về nẩu gì đó không? Rất là nghe thấy mộc mạc và thân thương đúng mọi người. Rồi. Chị Thỏ ơi. Dạ. Bây giờ chị làm cho em một phần là một chiếc bánh có tôm, trứng và thịt bò ha. Quế loại chung một cái ha. Làm hai chiếc cho em ha. Hai chiếc thôi. Tôm, thịt, trứng. Dạ dạ. Rồi. Mình sẽ cùng với mọi người thưởng thức hai chiếc như vậy thôi. Rồi. Với giá tiền là 18.000 một 18k. 18k một chiếc bánh như vậy là hai chiếc là 36.000 nhé mọi người. Nhìn trông thật hấp dẫn mọi người ạ. Rồi thì trước khi thưởng thức một chiếc bánh xèo ở nơi này, như thường lệ thì Thái sẽ review hết trong một chiếc bánh xèo có gì không? Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn kèm với mắm nêm không? Đây. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Và với một rổ rau khá là tươi đúng không mọi người? Ở đây là có tía tô này, xà lách này, đậu thơm này, đậu giá này.
Rất là nhiều loại rau ở đây này. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay đó chính là hai chiếc bánh xèo tôm, thịt bò ha, rất là ngon luôn, tuyệt vời cho mọi người. Nếu bình thường một người trưởng thành như Thái này dùng hai chiếc bánh xèo như thế này là no lắm mọi người ạ, no lắm rồi đây. Ở đây là có cả trứng nữa không, rất hấp dẫn đúng không mọi người. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chế mắm nêm lên một chiếc bánh như thế này ha. Wow, hấp dẫn cho mọi người ạ. Chế hết luôn nhé, hai chiếc luôn, ăn cho nó đã, ăn một lần luôn mọi người ạ. Rồi cuộn lại như thế này, và bên đây nữa. Wow, nhìn những cái miếng thịt bò rất hấp dẫn luôn mọi người ạ. Và cho rau lên nhé. Wow, rau như mọi người thấy là rất là tươi luôn, rất là giòn luôn này mọi người ạ. Tuyệt vời đúng không? Giờ Thái xin mời tất cả mọi người thưởng thức một cái chiếc bánh xèo. Ở trong chiếc bánh này thì chỉ có là tôm, trứng và thịt bò ha. Thì lát nữa đây chị sẽ đem ra cho chúng ta một chiếc bánh có mực nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức hai chiếc bánh này trước, sau đó chúng ta sẽ thưởng thức một chiếc bánh có mực nhé mọi người. Đây mọi người thấy không, rất là ngon luôn. Đấy, hấp dẫn không mọi người, xin mời mọi người nhé. Cái hương vị đầu tiên mà Thái ăn vào miệng là nó rất là giòn mọi người ạ. Nó cháy cháy thơm thơm mùi bột gạo. Đây mọi người, rất là ngon luôn. Thứ hai đó là mắm nêm, nó rất là thơm, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, rất là hòa quyện mọi người ạ. Tiếp tục nhé mọi người. Đây thơm, chiếc bánh mà chị lúc cho trứng nè, nó ăn tới đâu nó béo béo ngày ngày, nó thơm, cái mùi trứng rất là nồng nàn, rất là vừa ăn. Ở đây có con tôm nè mọi người, đây tôm tuyệt vời à. Rất là ngon luôn, tôm chắc thịt ngọt lắm mọi người ạ. Thưởng thức một miếng rau nha. Rau rất là tươi, ăn rất là giòn, cực kỳ ngon mọi người ạ. Thì đây mọi người, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một cái miếng bánh xèo có cái miếng bò này mọi người, rất là ngon luôn, cực kỳ hấp dẫn không. Wow, đây mình thấy hấp dẫn không, miếng thịt bò. Cái miếng thịt bò rất là mềm mọi người ạ, dai dai một xíu, rất là thơm, hình như miếng thịt bò đã được ướp sẵn, khi nhai tới đâu thì nó ngọt tới đó, nó mềm, rất ngon luôn. Tiếp tục nhé mọi người. Nó nóng nóng, ấm ấm, ăn rất là ngon. Những chiếc bánh xèo như thế này mà chúng ta ăn nóng nóng rất là ngon mọi người ạ. Đây hấp dẫn ha.
đặc biệt là cái bánh xèo cháy cháy ăn rất là giòn, trứng nè mọi người, trứng rất là béo thơm. Ở đây có bộ con tôm nữa nè, tôm rất là ngọt mọi người ạ, giòn thơm, kết hợp với cái mắm nêm cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái miếng bò ăn rất là đậm vị mọi người ạ, chị đã ướp sẵn hết rồi, rất là ngon, mềm lắm. Ăn kèm với rau nhé. Có thể nói cái miếng bò khi mà ăn tới đâu có hương vị ngấm vào trong một cái miếng bò rất là ngọt luôn. Có thể nói là rất là lôi cuốn, tuyệt vời lắm mọi người. Đây. Đây các bạn mọi người, đây chính là một chiếc bánh xèo có hai con mực này mọi người, nhìn rất là ngon luôn mọi người ạ. Đến Phú Yên mà thưởng thức những chiếc bánh xèo này là có thể nói là rất là ngon luôn. Mực tươi nè, tôm tươi nè, thịt bò cũng rất là ngon nè. Đến Phú Yên mà bỏ qua những cái món bánh xèo này là rất là có lỗi với bản thân nhé mọi người. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chế mắm lên nhé. Wow, cái mắm nêm này cực kỳ hấp dẫn nhé mọi người, rất hấp dẫn luôn. Mọi người thấy không, ở trong này là có những con cá cơm này, đấy, còn con cá cơm luôn, nó chưa bị tiêu hết không. Có ớt này, chanh này, rất là hòa quyện cho một chén mắm nêm này. Tiếp đến là chúng ta sẽ thêm rau vô không, đấy như vậy đó. Thái rất là thích ăn bánh xèo ở Phú Yên mọi người ạ. Rồi đây các bạn mọi người, một chiếc bánh xèo có hai con mực chè ba lửa luôn, rất là ngon luôn mọi người ạ. Rồi ngay bây giờ Thái xin mời toàn thể cô chú quý anh chị thưởng thức của Thái chiếc bánh xèo rất là hấp dẫn ở đây này nhé. Wow, nhìn hấp dẫn chưa mọi người. Vẫn rất là giòn mọi người ạ, rất là ngon luôn. Đây, ai thích nhất là con mực này mọi người, rất là ngon luôn đó. Con mực thịt rất là ngọt mọi người ạ, ăn tới đâu thì nó ngọt tới đó. Cháy cháy thơm thơm, rất hấp dẫn luôn, hương vị khó tả lắm mọi người. Thưởng thức chung với bánh xèo nha. Có thể nói ăn ba chiếc bánh xèo nó no luôn mọi người ạ. Đây, rất hấp dẫn luôn. Cực kỳ tươi, ăn rất là ngon luôn. Ở đây cái đầu của mực à. Có thể nói những cái series, những tập phim đi khám phá ẩm thực của thành phố
Tí Hòa của mình cùng với mọi người. Nói nhiều cái quán rất là ngon, chân thật, rẻ mà ngon mọi người ạ. Mình xin nói lại, quán này là quán tên là Quế Nẩu nhé mọi người, 52 Lê Thanh Tôn. Rồi, trong vòng khoảng 20 phút thì Thái cũng đã giới thiệu cùng với mọi người thưởng thức xong ba chiếc bánh xèo. Lúc đầu thì Thái chỉ kêu hai chiếc thôi, nhưng mà ngon quá thì Thái kêu thêm một chiếc nữa. Thì hai có thể nói là mùi vị, hương vị rất là ngon mọi người ạ. Đặc biệt là chén mắm nêm ăn rất là hòa vị, cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm. Cảm nhận đầu tiên khi ăn chiếc bánh xèo này là từ những cái nhân đó, tôm nè, mực nè, trứng nè, thịt bò nè, có thể nói là mọi thứ đều rất là tươi. Đặc biệt là cái miếng thịt bò và những cái con mực. Miếng thịt bò thì ăn tới đâu nó ngọt tới đó, nó mềm ra, có thể nói là hương vị cũng khó tả lắm. Và đến thứ hai là con mực và những con tôm, nói là nó rất là ngọt luôn. Như mọi người cũng biết là thành phố Tây Hòa là rất là gần biển, rất là nhiều sông rạch, cho nên là việc thủy hải sản này lúc nào cũng tươi. Cho mọi người có thể là thưởng thức ngay tại chỗ như thế này, có thể nói là không còn gì bằng nữa. Rồi, thì Thái cũng đã chia sẻ xong những cái chiếc bánh xèo rất là ngon tại quán Búa Nậu này, với địa chỉ là 52 Lê Thanh Tôn nhé mọi người. Nếu có dịp đến Phú Yên, đến với thành phố Tuy Hòa, mọi người cũng không nên bỏ lỡ cái quán này nhé, cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Rồi, hy vọng video sẽ đem lại thức phim chân thật và mới lạ về ẩm thực của thành phố Tuy Hòa gửi đến toàn thể cô chú quý anh chị các bạn. Rồi, thì bây giờ Thái xin chào và tạm biệt các bạn mọi người. Bye.